Alo. Cái gì đó? Quay qua. Ếch ô ếch. Chiếc xe nó phóng dũng nằm rồi. Ở đâu? Ở ngoài ngay ngay cây dừa, ngay cây dừa nghiêng nè. Ngay dừa khóm, ngay dừa khóm. Giờ sao vậy? Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Chiếc xe Khánh vợ phóng dũng nó nằm rồi. Đây là đường đi nè. Alo. Thay đổi hai mượn chú bảy rồi phụ kéo cho anh giùm chứ qua giờ qua ga thì qua ga nhưng mà qua kéo. Thì qua ga rồi qua kêu chú bảy phụ ấy, nhưng mà đi ngang qua kêu ấy. Ừ á. Có lon bia tao xe. Ờ hồi nãy là Khánh. Khánh với chị Hương mới vừa Khánh chở chị Hương về nè. Thì Khánh cũng lên nhà mẹ, lên nhà của Khánh luôn. Đó thì đi ngang ngay có cây cây dừa nó nghiêng nè. Cây dừa này nó bị mỏi xương sống nó phải nghiêng qua bên. Thì Khánh né cây dừa tại hôm nay là trời mưa á. Rồi gông nè, gông nó xanh lè xanh lét nè. Còn có chính cái đường chính giữa này là không có gông thôi. Mà hả né cây dừa thì phải nghiêng qua một chút. Cái thắng lại cái nó trợt gông nó bay thẳng xuống đây luôn. Đó. Cái xe thì nó nằm ở dưới cái bập lá, còn Khánh với chị Hương á thì nằm trên bờ. Chị Hương có sao không? Đau muốn chết. Khánh cũng vậy. Giờ Khánh nguyên cái bàn đít Khánh. Nguyên cái bàn đít Khánh này gông không. Cái tay nè. Không. Ừ. Nó lồm. Cái giò nó nè. Cái ngày đầy lên đầy tốn nè. Cái chết gì không đâu rồi. Mất văn lại. Nãy giờ không la là chiếc gì? Nãy giờ Dương không la. Chiếc gì? Nãy anh kiếm chiếc dép của Dương đi rồi. Chân chân đâu rồi? Nè, tên đỡ nè, đi. Ủa? Không phải. Không phải. Cái tàu lá dừa. Dằn gì? Nên chiếc xe đó phóng xuống dũng nó nằm cái hịn xuống dũng luôn. Rồi còn nổ máy thì Khánh mới vừa tắt cái máy thì Khánh lấy điện thoại lên Khánh cầu cứu hôm qua chạy ra. Ôi, dì Hương bị mất chiếc dép rồi hả? Khánh với dì Hương đang nói chuyện say mê, vừa đi vừa nói chuyện mà nằm dưới đất hồi nào không hay. Nó trợt cái bánh này chút xíu luôn à. Dì Hương hay không? Dì không hay. Dì Hương té hay không? Té nó hay, té đau không hay. Nằm xuống mấy hay phải không? Ngồi té không ai luôn đó. Giờ vậy nè, tình hình giờ vậy nè, giờ sao giờ đây? Trời ơi, nhà râm nè. Để Khánh kiếm cho chị Hương chiếc dép trả lại. Nó trang thiệt á. Chị Hương xách cái vỏ Hương lên thử coi. Xách xách vỏ lên đi, Khánh kiếm chiếc dép đây. Mình có dép mà, về để chú Hoàng chú hỏi sao bà có một chiếc dép rồi còn chiếc dép kia đâu. Đó, qua ra tới trái sữa đó. Ngồi sát với chiếc dép kia nằm với Dũng. Trời ơi con nhận. Để cái giò là nó cảm thấy trơn rồi nè. Đó. Nè gông bữa hổm là đã gãi voi một lần rồi. Đó. Sớm Khánh là người hồng người gãi ngang khúc. Người tự mua voi rồi gãi ngang khúc ngang khúc vậy đó. Người bao ngang bao. Mà tới nay cái là gông nó xanh trở lại rồi. Nó mọc trở lại rồi. Chó sủa rồi. Xuân qua nó ra tới rồi đó. Còn lon bia này là hồi nãy Khánh lấy ở nhà bữa hổm uống còn dư đó. Cái Khánh lấy ở nhà tính là đem lên tản tối nay uống mình. Máng lên xe. Rồi cái tự nhiên cái nó nằm lên xe luôn rồi. Chưa uống mà sỉnh nó gì không? Giờ sao Khánh với dì Hương đâu có thể nào mà hai dì cháu mà tự lôi chiếc xe lên nổi đâu. Giờ, cái này là phải có đàn ông á. Đàn ông mới được. Như nó nằm vậy nè, y như nhậu xỉn vậy á. Mà cái này nó giống tại có cái lại nè. Dì Hương chỉ gì vậy? Khánh với dì Hương nằm chỗ nào? Dì Hương chỉ. Khánh với dì Hương nằm chỗ nào? Cái xe nó nhậm với Dũng, còn Khánh với dì Hương nằm chỗ nào? Nằm đây nè. Ờ, Khánh với dì Hương nằm bên đây. Nằm đây nè, nó lịnh. Hả? Cái xe đâu? Hả? Qua không có kêu chú Bảy không? Ơi vậy qua đi thôi. Chú Tư có nhà không? Chú Tư dạ mượn mượn lo chứ xe lên dùm nè đi dép vậy nào cũng dũng mà. Vậy sao để hai điện chú Bảy coi.
hay điện chú Bảy, qua kêu chú Bảy không có nhà hả? Sao không có ai nhà mà Lên tiếng kêu mấy lần luôn. Kì vậy? Có đèn có xe nhà nhưng không ai lên tiếng. Coi 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 nè. Không có bà... nằm trên bờ chiếc xe văng dũng. Ai vậy? Ai kìa, ai sau lưng kìa? Hải hả? Hải phụ chị kéo xe lên này. Dần dần giờ này Hải là con trai của chú Bảy. Nghe đây, mẹ đó hồi nãy hai con té chỗ này hả? Cũng ngay đây luôn. Mày chiều hay gì vậy mẹ đấy mà có không sao. Cán vô đây có chút xíu mà điền thầy. Cán mà sống rồi cũng vậy. Dần sao? Thấy không này. Chú Tư hả? Chú Tư. Khổ con kéo đậu xe. Chú Tư. Ừ. Em mày nói không Tư? Hả? Em mày nói không? Bây giờ anh xuống đây hai em cũng đây. À, em chị tao cầm đèn á. Cầm đèn cho chú Tư. Anh đứng này nè, em đứng này nè. Bên này trước đi. Nắm đậu lên trước. Đi số cậu không á? Hả? Số rồi. Ai phụ kéo đi cái này nè hai, bánh xe nè hai. Bay xuống ngay đó xuống Dũng luôn. Tú ấy nè, Tú bà sữa. Dạ. Cũng đi nó né sao rồng á. Dạ. Đùng. Cái này đã có chút xíu mà. Cảm ơn cái tay nhiều. Cảm ơn thầy đấy. Dạ, luôn. Cảm ơn chú Mừng. Dạ. Này. Trời ơi. Bởi con lon quá. Bởi rồi. Con lon đi xuống. Nè, khám, dạ. Hỏi nè. Dạ. Chị cảm ơn nhiều nha Hải ơi. Dạ, không gì vậy.